Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Và mình là Hoàng Mạng Game đây. Đến với video ngày hôm nay, mình sẽ review cho anh em một cái launcher của Android rất là hot trong thời điểm hiện tại, đó chính là cái launcher Win 10. Thì đối với cái launcher Win 10 này á, ở trên CH Play á, thì có rất là nhiều quảng cáo, nhưng mà cái bản mà mình chia sẻ cho anh em được xóa đi rất là nhiều rồi. Hầu như là ít có xuất hiện quảng cáo lắm, nên là anh em có thể xài một cách thoải mái nhất nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em download cái launcher này và sử dụng nó luôn nha. Ok, một hồi mình sẽ test thử cho anh em xem. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em download nha. Thì cái đường link download của cái launcher này mình sẽ để dưới phần mô tả của video, anh em kéo xuống dưới mà lấy link nha. Đấy, thì sau khi anh em click vào cái link ở dưới phần mô tả thì nó sẽ hiện trang như thế này. Anh em sẽ đợi một xíu, bấm vào tôi không phải là người máy ở đây. Đấy, đợi nó một xíu nha anh em ơi. Ok, thì sau khi nó xác minh thành công, chúng ta sẽ chọn Little to Continue để nó chuyển chúng ta đến trang để lấy link nha. Các bạn lưu ý là nếu như nó có bắt các bạn xác minh á, thì các bạn sẽ chọn hình ảnh đúng theo những cái yêu cầu của nó là được thôi nha các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi xuống 0 giây để mà lấy link. Rồi thì sau khi nó chạy xuống 0 giây, chúng ta sẽ chọn vào Get Link để nó chuyển chúng ta đến trang để lấy link download nha. Đấy, thì đây, launcher Win 10. Đây là cái bản đã được xóa đi quảng cáo rất là nhiều rồi, anh em có thể trải nghiệm nha. Hoặc là anh em có thể cài bản trên CH Play và so sánh với bản này nha. Bản này sẽ rất là hiệu quả luôn. Ở đây anh em sẽ đánh vào tôi không phải là người máy, bấm download và để download cái file này về. Rồi, thì sau khi download xong thì anh em sẽ tiến hành cài đặt như bình thường. Thì nó sẽ hiện một cái icon như thế này. Đây là bản launcher cho Win 10 nha. Bây giờ mình sẽ mở lên thử cho anh em xem. Đấy, thì đây, đây là bản launcher y chang Win 10 luôn anh em à. Bây giờ mình sẽ review cho anh em xem một xíu nha. Đấy, thì lần đầu tiên em cài thì nó sẽ bắt quảng cáo phát liền luôn đấy. Thì nếu như mà đây, nếu như mà anh em xài bản thường á thì quảng cáo sẽ xuất hiện liên tục luôn. Hầu như là một khoảng vài giây thôi là nó sẽ có một cái quảng cáo rất là khó chịu, cho nên là anh em nên xài bản này nha. Thì đấy, anh em thấy chưa? Ở cái phần menu nè, đó, giống như trang Win 10 đúng không? Ở đây mình có thể tìm kiếm những cái app, ví dụ như là YouTube nè. Đấy, rồi chúng ta chỉ cần bấm và mở lên thôi. Đó, thì để có thể cài nó là mặc định đó, thì anh em sẽ chọn vào cái phần này, rồi bấm vào cài đặt nè. Thì ở đây anh em sẽ thấy cần cài đặt launcher mặc định, anh em bấm vô. Rồi chọn vào cái launcher này để lấy nó là mặc định nha. Ở đây thì mình chỉ để nghịch cho vui thôi anh em. Lâu lâu mình đem ra mình khè với bạn bè cho vui thôi. Nói chung là cái launcher này chủ yếu là để đi chém gió cho với anh em hay là với gấu thôi anh em ơi. Chứ mình thấy cũng không có vấn đề gì để xài cái launcher này hết. Ở đây thì có rất là nhiều cái điều hướng anh em thấy không. Đó, ở đây thì có lịch luôn nè. Đó, nó hiện full màn hình như thế này. Xem rất là dễ nha. Đấy, thì anh em muốn ít quảng cáo hơn anh em chỉ cần tắt mạng đi, thì hầu như là sẽ không có quảng cáo xuất hiện luôn á. Đấy, ở đây thì có danh bạ nè, cuộc gọi các thứ. Đây, đây là cái menu của chúng ta nha. Anh em cũng có thể cái thanh điều hướng như này thì vẫn xài bình thường nè, cái thanh thông báo á vẫn xài bình thường. Còn cái giao diện trong này thì nó khác. Còn cái phần này nói chung là cái phần này ảo lên em, chỉ để cho vui thôi nha. Ở đây chúng ta cũng gõ tìm kiếm như bình thường thôi. Đấy, chứ nó không có tìm kiếm bằng giọng nói trên như trên Win 10 nhà PC nha. Đó, ở đây là phần bộ nhớ nè, anh em thấy không? Đấy, y chang luôn đúng không? Đó, quá ngầu anh em ơi. Cái này mà đem đi khè với bạn bè, đi uống cà phê rồi chém gió rồi thì thôi, đúng luôn. Rồi, thì đó là sơ qua về cái launcher này mình chia sẻ cho anh em đó. Thì nếu như anh em muốn cài mặc định thì hồi nãy mình có hướng dẫn rồi. Ở đây anh em sẽ bấm vào phần cài đặt nè. Rồi cài đặt launcher mặc định ở đây để mà có thể cho nó thành launcher mặc định nha. Ở đây thì mình chỉ review cho anh em biết thôi. Thì ok, video mà mình chia sẻ cái launcher này đến đây là hết rồi. Nếu như anh em thấy hay, hãy để lại cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đặc biệt là đăng ký kênh để giúp mình mau phát triển kênh nha các bạn ơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.